Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube channel của Biển Xanh Nắng Ấm. Ngày hôm nay mình mới đi chợ Costco về, giờ mình cho các bạn xem mình mua gì nha. Giờ mình mua hai cái bịch bịch đất thì 9-10 đồng bịch nha các bạn, organic. Thì mình mua cái bịch này, cái khăn giấy ở nhà thì đó là 25 đồng mà nó 5 đồng giảm giá còn có 19 đồng. Hiệu này tốt, dày nè, xài thích lắm các bạn. Rồi đây mình có 3 hộp thức ăn. Hôm nay mua cũng đơn giản thôi các bạn. Lần nào thì nhà mình cũng mua rau spinach của Mỹ, rau dền của Mỹ để xay sinh tố uống. Cái này thì chỉ có 5 đồng một bịch. Rồi mình mua ốc chuông. Ốc chuông này là khoảng 10 đô một bịch nè, rất là tươi và mình rất là thích ăn. Rồi mình mua cái này là rong biển mà nó có cuộn cơm, mà cơm màu nâu nè, đó thì khoảng 11 đô mình mua ăn thử. Còn cá khô sản phẩm của Thái Lan cũng là như 14 đô mình cũng mua ăn thử luôn, Alaska rất là nhiều đó. Thì có chuối, mỗi nãy chuối ở Costco chỉ có bán 2,50 đồng rẻ ghê. Rồi cherry thì cái này là mình không nhớ giá, như 10 đô. Còn cái bịch này mình nhớ giá nè, 9-10 đô cho cái bịch khoai tây nhỏ nhỏ nè các bạn. Rồi yogurt 5 đồng một hũ, mình xài cái hiệu này cũng ok đó. Rồi bên này mình có hai bịch salad lớn các bạn. Đây, mình mua organic thì chỉ có 5 đồng một bịch salad bự gì đó. Và các bạn muốn trồng salad cũng rất là dễ. Rồi hai nải chuối đó nữa, mỗi nải 2,50 đồng. Rồi mình mua cái này á, hình như dưa hấu hả ta, này nhiêu ta, 9 đồng 10 đồng, mình quên rồi. Còn cái này thì mình nhớ giá nè, cái này thì 6 đồng cho hai trái dưa vàng. Rồi mình lúc nào cũng ăn đậu rau riêng. Mình giống như các bạn giả là gỏi đu đủ sống thì ăn hoặc ăn không cũng được. Mình làm cái nước sốt rồi mình chế vô gỏi đu đủ thì cái này cũng chỉ rẻ lắm các bạn, có 6 đồng. Rồi cái này là bơ, một bịch này cũng chỉ có 9-10 đồng thôi. Rồi cái này là ớt ngọt, mình rất là thích ăn. Cái này nó cũng chỉ có 7 đồng thôi các bạn. Các bạn mua trong tiệm rẻ hơn các bạn mua online nhiều nha. Đó, rất là nhiều, cầm ăn thôi. Rồi trong này thì mình có thêm một bịch chanh này 5 đồng. Rồi bịch chanh vàng thì cỡ như 7 đồng lận. Thì chanh á, cái mùa này ở California cái thời tiết nó tốt á, cho nên cái cây chanh mình không có nhiều mà phải đi mua. Còn cái này á, để coi, hình như là 6-7 đồng nữa ta. Đó, cũng Costco rất là tươi, mình mua hai cái. Đúng rồi, chỉ có 6-7 đồng. Rồi blackberry cũng chỉ có 5 đồng thôi các bạn, bỏ vô xay nước uống. Strawberry cũng có 6 đồng thôi. Và một bịch này cũng cỡ 9 đồng thôi, còn này cũng cỡ 6 đồng một hộp. Đó, vậy thôi. Đó, hôm nay đi Costco thì khoảng cộng hết có giá tiền là 227 đô các bạn. Hello các bạn, hôm nay là ngày tiếp theo, là ngày thứ bảy mình được nghỉ. Thì hôm nay mình có buổi sáng, mình ăn sáng xong mình đi chợ châu Á gần nhà để mua bánh tráng đồ đó. Thì mình quay cho các bạn xem mình mua được những gì, thì tổng cộng tốn 120 đô nha. Khi mình xuống dưới downtown gần nhà, mình mua nửa con vịt quay. Tại vì chồng mình đi làm chìa khóa các bạn, chìa khóa xe, cho nên sẵn tiện mình đi theo rồi. Giá là thuế hết là 17 đô. Rồi, đích của mình nó mục đích chính chứ không phải mục đích phụ nha các bạn. Là xoài xanh. Thì đây là những trái xoài xanh mình mua, thì hôm nay giá nó chỉ có 3 đô một pound, thì mình mua hai bịch bự luôn, chỉ có giá 28 đô thôi. Đó, một cái giá tốt, còn rẻ hơn dưới miền Nam nữa. Ở miền Nam xoài xanh cũng giá còn mắc hơn nữa đó. Ở đây thì xoài xanh rất là nhiều cho nên giá rẻ hơn. Và cái mục đích thứ hai mình đi là mình mua mấy trái đu đủ xanh để làm, để mình làm ba giờ salad đó các bạn. Để mình làm gỏi đu đủ mình ăn. Thì mấy trái đu đủ này rẻ lắm,
có mấy đồng thôi. Bắp, tự nhiên cái thèm bắp thì cái dĩ bắp này chỉ có 4 đô. Một cái rau, mình có tất cả các rau ngoài vườn trừ cái rau kinh giới. Mình rải hộp nó rất là khó lên. Mai mốt mình kinh nghiệm mình rải hộp mình sẽ chùm nó lại. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy cái rau kinh giới ở chợ tốt quá, mình mua về mình sẽ găm ra rễ để mình trồng. Ở chợ có bán cái đậu bắp nè các bạn, thấy cũng khá là ngon, trồng ở Mỹ, 4 đô mình mua luôn. Tính là đi mua vài món nhưng cuối cùng mua cũng... Rồi cái chip này thì ăn nó cũng ngon lắm các bạn. Giống như mì tôm á, ăn ngon nhưng mà lâu lâu hãy ăn tại nó có bột ngọt rồi đó. Thì mình mua bịch cũng đồng mấy. Rồi cái bột này là cái bột mà giòn á, các bạn nhúng qua chiên rất là giòn đây nè. Mình mua có mấy đồng mà, của Japanese, của Japan. Rồi có một bịch chip mà có cay, có ớt mà spicy. Bịch chip này 8 đồng, bịch bự cho ba chồng mình thích ăn á. Mua có hai bịch cherry, hình như chắc có mấy đồng mà rẻ hơn Costco, thấy cũng ok, mua mùa mà các bạn. Còn bịch này chỉ có 1 đồng mấy thôi. Rồi, phải không? Mình không nhớ giá nhưng mà nè, đó là đồ mình mua. Rồi 10 khay bánh tráng. Một bịch có giá là 2 đồng 89. Ở đây thì 29 đô cho tổng cộng 10. Thì ở miền Nam là 2 đồng rưỡi thì mắc hơn mấy sen trả ha các bạn ha. Thì giống như chênh lệch mấy đồng cho 10 sắp luôn. Rồi đây cái này có giá là 6 đồng một bịch để về ăn nhiều lúc mình làm mì á. Rồi bịch giá đó. Hello các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Video này mình muốn nói với các bạn là ở Mỹ nó có rất là nhiều thức ăn của người Việt và thức ăn của những người nước khác, cho nên các bạn tha hồ lựa chọn, và thức ăn khá là rẻ so với mức lương của người dân. Các bạn có thể đi phụ nhà hàng, rửa chén, thì một ngày các bạn làm cũng có thể mua rất là nhiều thức ăn và ăn những món sang, tôm hùm, đồ biển, tại giá nó khá là rẻ. Thì mình là một đứa rất là mê ăn và thích ăn, thích đồ ăn ngon, nhưng mà tại vì mình ăn rau nhiều á, ăn nhiều đồ mà healthy á các bạn, cho nên mình không có bị quá mập mạp. Nói chung mình không có ăn mấy đồ bậy bạ, mấy đồ bậy bạ mình cũng không thích lắm. Wow, đây cái vườn của mình đẹp không các bạn. Đó. Thôi cảm ơn các bạn nha, rồi mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.